để mình nói về việc lấy chồng ấy thì tình cảm nó quan trọng hơn là những yếu tố bên ngoài như là tiền bạc, như là đẹp trai, như là gì đó. Nghệ sĩ là cái nhóm rất đẹp, nói rất hay, hứa hẹn rất nhiều, nhiều tiền nữa, nhưng tỷ lệ chia tay và không hạnh phúc sau hôn nhân là rất nhiều. Đơn giản thôi, bởi vì các chú cứ yêu nhau toàn bằng cái ngoại hình, cái thứ bên ngoài thôi, chẳng mấy người mà đến với nhau bằng bên trong đâu.